Đây là cái mũ bảo hiểm full face 0,2 triệu nha. Thì anh em mua xe trong tháng này sẽ được tặng luôn. Đây là chương trình gia hạn thêm thì cái đó quyền lợi của anh em nhanh tay mà chốt. Mà xin chào tất cả anh em nha. Có rất nhiều anh em hỏi về Honda Wiz và trong tháng 10 này thì có các chương trình gì và giá như thế nào. Và ngày hôm nay thì Mậu sẽ chia sẻ anh em về các chương trình khuyến mãi cũng như là Honda Wiz sẽ có một cái mức giá thật sự là hấp dẫn cho anh em mua xe. Thì đây. Thì hiện tại thì một thứ vui đến với tất cả anh em đó là chương trình mà Honda Việt Nam dành cho ta những anh em mà mua xe Vino được gia hạn thêm tháng này nữa là tháng 10 này. Anh em mua xe Vino sẽ được tặng ngay một mũi cả đầu. Đây là những chiếc mũ bảo hiểm cả đầu mà bên Mậu đã chuẩn bị rất là nhiều. Đây là cái mũ bảo hiểm full face 0,2 triệu nha. Thì anh em mua xe trong tháng này sẽ được tặng luôn. Đây là chương trình gia hạn thêm thì cái đó quyền lợi của anh em nhanh tay mà chốt. Và tiếp theo thì nếu như mà anh em mua xe Winner luôn sẽ được tặng rất là nhiều. Mỗi chiếc xe được một cái này thôi nha, không có nhiều đâu. Cái này là cái chụp bô ở phía sau á, thử cho anh em luôn nha, thử. Đây ra đây. Đây là chụp cái bô để nó khỏi phụt cái hơi vào mặt. Đấy, cái này nó còn hay. Có nhiều cái thông tin về mẫu như là 160 rồi có sự mắc xây rồi ABS như thế nào, tất cả những thông tin đó thì hiện tại thì chưa có chính thức cũng như là tất cả các trang web thông tin về xe máy tại Việt Nam. Không ông nào mà có thể cho những cái thông tin chính xác được, toàn là những cái thông tin gì đâu đó. Cho nên thì anh em cứ nắm bắt được cái cơ hội trong tháng 10 này thì mẫu xe này có những chương trình gì anh em cứ mua xe về đi đã, tính sau. Thì hiện tại mẫu xe này như tại Phú Nhơn phiên bản mà phiên bản phanh thường á thì có giá là 42,3 triệu. Khi mà anh em ra mua thẳng nha, mua thẳng mà ra cà vẹt xe sẽ được hỗ trợ lại là 4 triệu. Thì ở bên cạnh mẫu đây là chiếc xe phiên bản HRC. Cái màu sơn này là màu sơn đắt tiền nhất của Winner và cũng là cái màu sơn đắt tiền nhất của chiếc Cyber R150 vừa ra mắt tại thị trường nè. Đây con Winner. Và anh em có những cái yêu cầu thông tin như là muốn mua xe thể là comment bên dưới hoặc là Zalo hoặc một cái số điện thoại anh em có thể liên hệ để mà mình có thể mua những con xe thật sự tốt nhất và sẽ cố gắng hỗ trợ anh em nha. Anh em để ý thì Mậu cũng sẽ review sơ qua cái con xe Winner cho anh em nha. Thì hiện tại đây là mẫu xe ra mắt cũng vài năm rồi. Thì Honda chỉ cái nâng cấp về cái thiết kế về màu sơn cũng như là cái thiết kế về tem thôi, cho nên về kiểu dáng xe giống nhau hoàn toàn. Thì trên chiếc xe này thì Winner chỉ được trang bị một kênh ABS ở bên trước thôi nha. Đây là ABS ở bên trước thôi, sau là phanh thường. Thì đồng hồ là đồng hồ LCD âm bản, chìa khóa là chìa khóa cơ bình thường thôi. Mình hy vọng rằng sau này có smart key thì quá tuyệt vời. Thì thiết kế đèn hậu LED xi nhan tách rời là cặp xi nhan LED. Đây. Xi nhan LED nha, đèn pha là đèn LED. Ở phần hốc này là cái phần còi, cái còi xe ở trong này. Mẫu thấy cái màu HRC này, màu này nè, đẹp. Chuẩn luôn đó, cái màu này là đẹp. Ở cái phiên bản CBR150 thì nó Honda vẫn sử dụng cái phần tem H là sợ. Đây là phiên bản đường đua nha, phiên bản đường đua trên những chiếc xe MotoGP á. Động cơ là động cơ hộp số 6 cấp DOHC. Anh em nhìn đồng hồ, đây là báo tốc độ của tốc bét này, báo giờ, nhiên liệu. Phần động cơ trên chiếc xe Honda Winner X này thì nó đã thay đổi rất là nhiều so với đời V1, cho nên là vấn đề ví dụ như là vấn đề tăng cam hay là ly hợp rất là ok và ổn luôn, không có vấn gặp tất cả các vấn đề rất là khó, rất ít. Còn rất nhiều anh em về hỏi đi xe Winner, mình chia sẻ về vấn đề lọc nhớt nha. Lọc nhớt của Winner thì anh em mà thay nhớt đều đặn tầm khoảng 1,500 thì rất khó mà nó dơ cái lọc nhớt, cho nên là vấn đề lọc nhớt không cần phải đi vệ sinh làm, nó rất là tốn tiền. Một lần làm như vậy thì chi phí nó cũng khá nha, tầm nếu thay một bình nhớt luôn thì chắc cũng phải tầm trên dưới 500 á. Và cái điểm khác biệt cũng là mẫu giống như sự bốc bay mà trên chiếc xe CB150R thì phần phuộc trước đây là giảm sóc ngược, hành trình ngược, còn này là xa trụ bình thường. Đây là phiên bản phanh ABS phiên bản camo nha.
Camo thì sẽ có giá là 45.200, Fan ABS. Fan ABS 45.200. Đây là mua thẳng luôn, còn nếu sau này ra cà vẹt thì anh em sẽ được hỗ trợ lại 4 triệu trong tháng này. Còn đây là phiên bản phanh thường. Phanh thường là phanh thường thôi, phanh đĩa trước sau luôn, vẫn có trước sau. Thì bên đây có một chiếc màu xanh này, màu xanh nữa này. Thì chiếc này là 42.300. Nếu như mà anh em ra cà vẹt, nếu như mà anh em mà khi mà đã ra được cà vẹt thì bên hết bên công ty của mẫu sẽ hỗ trợ lại cho em 4 triệu nha. Đây là con xe Winner phiên bản phanh thường. Có nhiều hết họ bảo, hay là họ bảo tư vấn nhân viên là cái xe Winner là cái phanh CBS và ABS là sai hoàn toàn. Winner là chỉ có phanh ABS và phanh thường thôi nha. Tất cả hai chiếc xe giống nhau hoàn toàn, cũng như về thiết kế. Màu sơn chỉ khác màu sơn với tem thôi.